Chết. Đó. Xong rồi. Cắn nè. Đúng không có nhả hả? Anh ơi. Mai nói nha. Dạ mai chưa biết mai đi làm á. Mấy giờ? Mai làm giúp tối mà gì á. Mày đi làm hay học sinh rồi? Đi làm à? À mày làm hả? Ừ, thế nhà mà học sinh mày thằng kia học sinh. Học sinh sợ. Dạ đúng rồi. Thử hả? Thử quay một đoạn dài dài kiểu chạy theo bóng. Tạo đấy dễ động con nào đi chỗ con luôn. Bạn hết nước rồi. Bạn nào đi đánh bờ vào. Thằng tí cái nó phải ra thế. Hey!
Chịu cái đấy chịu tiền đạo của tắm cò rồi thăng rồi chắc phải tìm thứ nhất là chắc bán không anh Thanh đá vậy mà em mừng á. Bình thường chơi trên đường thì nhắm mắt nhắm mũi không có trúng được mà đây cái dụng ta đúng rồi. Đang ái rồi trái.
máy mà đưa vào bãi không sao đã. Còn chảy lên trời nữa. Rút lên. Mới ra đó, chứ nghỉ mà xong đó. Đang chụp được trước. Thôi. Thì mệt. Làm mai gặp lại. Ủa? Làm cả tối không mà. Thế em tưởng anh làm thứ bảy chủ nhật thôi. Anh cả tối. Mấy anh em đang đi du lịch nên anh phải làm thế, mốt mình ăn nghỉ. Bây giờ làm với thêm nghỉ tầm chục ngày nữa. Mới phải làm lại. Thế mấy anh mới phải tầm 20 mới phải làm lại. Có chân. Từ hôm thứ sáu vừa rồi nó bắt dưới. Cái cà lo người nó theo tôi hiền. Mình biết là mà qua cà lo là phải gì đâu. Tha chưa? Kiểu gì không trong cái đánh chuyện. Ăn luôn. Thank you.